Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của em Thúy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai ha. Tại cành đế cũng đẹp đẹp không đây quý vị. Hai hàng thẳng tắp ha. Đây, chào em. Dạ em chào anh Tướng, chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Thì hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị lô phôi mai giảo Thủ Đức mặt bông 2 lớp từ 5 tới 12 cánh ha. Bên em là bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0384756565, cũng là số Zalo của em luôn ha. Cô chú anh chị nào mà cứ chốt cây thì alo trực tiếp cho em luôn ha. Rồi em bắt đầu cây số 1 luôn ạ. À, mã số 1 quý vị. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn. Đây, hoành là 23 luôn ạ. 23 nè. Rồi chiều cao. Chiều cao là 60. Rồi tay cành đều rang. Đây. 23 hoành. Để đo chiều cao lại coi xem. Đo lại phải không? Sáng này thấy cao quá mà có 60 nữa. Khi mình đo ngược thước á. À chiều cao 1 mét cô chú anh chị ơi. Dạ. Thấy cao quá mà có 60. Rồi cây đầu lai này em giao lưu 450 cả nhà ơi. Đế cái gì? Khi mình kéo lộn đầu thước á. Dạ dạ. 450 nha, hoành 23 cây số 1. Chi cành đều luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, em lên tiếp cây số 2 ha. Số 2. Hoành 18. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 65. Rồi, tay cành ok ha. Đẹp. Để đây quý vị. Rồi, cây số 2 em giao lưu 350 luôn. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, cây số 3. Số 3. Rồi, cải hoành. Hoành là 19. 19, chiều cao. Chiều cao là 70. Rồi, 70 cao. Rồi. Rồi, xuống đế luôn. Rồi cái số 3 em giao lưu 330 luôn mấy cô chú anh chị ơi. Xay luôn. 330 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi tiếp tục coi quý vị. Rồi, cây số 4 luôn ha. Số 4. Cây dáng bay luôn. Hoành là 20 ha. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 70. Rồi, xay luôn. Ê, quý vị ơi, để nè. Về chịu trước bệ quá xa ha. Chịu vững chắc. Rồi, cây số 4 em giao lưu 400 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. 400. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục quý vị. Số 5 ha. Rồi, cây số 5. Rồi, mã số 5. Hoành là 24 luôn. Rồi, 24. Chiều cao. Chiều cao là 80. Rồi, 80 cao. Hoành 24 cả nhà ơi, rất là to luôn nha. Đây, để đây quý vị. Để trải đều ha. Xay ha. Đều bầu nè. Rồi, cây mã số 5 em giao lưu 450 luôn cả nhà ơi. 450. 450 nha. Xuống cây luôn. 450 nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 6 luôn. Rồi, mã số 6. Hoành thân là 22. Rồi. Chiều cao là 75. Rồi, xương cành đẹp luôn. Đó. Vậy chứ nữa nó bung ra cái là kính mít thôi quý vị. Rồi, để luôn. Rồi, cái số 6 giao lưu 400 ngàn luôn. Rồi, 400. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 7. Mã số 7 luôn nha. Hoành là 20. Rồi. Chiều cao là 65. Rồi. Tay cành đều luôn. Tay cành ok quá quý vị nè. Cây số 7 em giao lưu 370 ngàn luôn cả nhà ơi. Để quý vị ơi. Để nha. 370 nha. Để đẹp ha. 370. Chi cành đều luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục coi quý vị. Rồi, mã số 8. 8 hơi cao cao. Dáng cao. Hoành 16.
Chiều cao là 110. Tay cành cũng đặt hết trơn nè quý vị. Rồi cây mã số 8 em giao lưu 330.000 luôn. Để luôn. Rồi, vòng nó đi ha. Kỹ bị đế nè. 330.000 bao ship rồi. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo cây mã số 9. Rồi, mã số 9. Hoành là 18.5. Rồi. Chiều cao 83. Rồi, xây xây luôn. Đây, cành đều luôn nha quý vị. Rồi, xuống cu đế nha quý vị. Cu đế đây. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, cái số 9 giao lưu 350 luôn. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Cây số 10. Rồi, số 10. Hoành 19. Chiều cao là 95. Rồi, ta cành đều luôn rồi quý vị. Ta cành ha. Vậy nó bung ra cái là kính mít thân liền. Rồi, đế. Đây bạn ha, sẽ điều bầu ha. Rồi, cái số 10 em giao lưu 330.000 luôn. Rồi, 330.000. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục lên cây mới luôn rồi quý vị. Cây số 11. To, xương nghe không? Rất là lực luôn. Hoành 23. Chiều cao là 80. Rồi. Xương to ha, xương ngang ha. Ở đây có cái củ với. À, rất là to luôn. Lạ lạ. Rồi, cây số 11 giao lưu 430. Rồi, 430. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục cái gì? Cây số 12. Nguyên một bể đế luôn. Hoành 22.5. Chiều cao là 90. Rồi, 90 cao. Tài cảnh quá chứ cái bộ đế luôn. Tài cảnh vậy ok rồi. Nhiều quý vị không thích cái tay cành này, cắt bỏ tay cành này ha. Lấy cụm trên thấy ok hơn quý vị nè. Cách đó giống như nó bị dư dư. Rồi, cây số 12 em giao lưu là 430 luôn cả nhà. Rồi, xe vòng vòng. Đế ra quý vị, đế còn bự bự, kính đế quá đây quý vị. Giá 430. Cái này cũng ok quá nè. Rồi, rất là đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 13. Rồi. Mặt số 13. Hoành là 19. Chiều cao là 70. Rồi, 19 hoành. Tay cành xòe. Tay cành xòe ha. Rồi, để đây. Đây cũng kính đế quá đây rồi quý vị. Nhóc dưới luôn ha. Rồi, cây số 13 em giao lưu 300.000 luôn. 300. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục. Rồi, cây số 14. Số 14. Hoành 19 luôn. Chiều cao là 70. Rồi. 19 hoành. Vậy ngắm nghe kỹ thân cành ha. Rồi, mình xuống đế nha nha quý vị. Rồi, để em nói đây. Đây thì mặt nào cũng có đủ hết trơn. Rồi, cái số 14 em giao lưu 330 luôn. Rồi, 330 luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mình tiếp tục luôn nha quý vị. Rồi, tiếp theo cây mã số 15. Số 15. Hoành là 18. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 50. Để luôn. Đó, để xè đều dưới cái bầu luôn. Rồi, cây số 15 giao lưu 300 nha. Rồi, 300 luôn. Rồi, xuống cây luôn. Cái này bẻ cái thằng xè ra là ok. Tiếp tục. Rồi, tiếp theo cây số 16. 16. Chỉnh cây đứng đứng lên ha, để cho nó siêu siêu vậy. Để siêu siêu luôn ha, nhiều cái gì trồng gì chỉnh lại.
Cây rồi, cũng vành 20 nha. Rồi, 20 vành. Chiều cao là 115. Rồi. Đây, cành ngang. Khá cành quá đây. Cành bự bự cái gì? Rồi, cây số 16 giao lưu 350 cả nhà ơi. Để cây của gì? Vành 20 ha. Cái này chịu gì chăm nó bung cái tàn ra cái ok ha. 350 nha cả nhà. 350. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Cây mã số 17. Vành 20. Chiều cao là 80. Rồi. Tại cành đều luôn. Rồi, để luôn nè quý vị. Kỹ nha quý vị. Đó, để nè, chỗ nào cũng có. Rồi, cây mã số 17 giao lưu 350 luôn. Rồi, 350 luôn. Rồi, ok. Rồi, lên cây mới luôn. Mã số 18. Hoành là 18. Chiều cao là 50. Rồi. Để luôn. Này có cái củ nở củ dưới đây nở nha. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Rồi, cây số 18 em giao lưu 300 ngàn luôn. Rồi, xuống cây luôn, 300. 300. Rồi, xuống cây. Tiếp tục luôn. Tiếp theo cây mã số 19. 9. Hoành 15. Chiều cao là 35. Rồi, xây xây luôn. Để luôn. Để quá nha. Còn bự bự không ha. Đó, rồi, cây mã số 19 em giao lưu 250. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Cây số 20 ha. Rồi, 20. Hoành là 21. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 55. Rồi, xe xây luôn. Cụm tay cành dưới đây cũng xòe hả gì. Ở trên đây nó tức ra, cái vẽ xòe ra nữa. Ok, lấy cái đỉnh nữa ha. Là hết ý. Rồi, cây mã số 20 giao lưu 350 luôn cả nhà ơi. Đủ đáng ha quý vị. Để còn bự ha. Đẹp nha. Rồi. Giá 330. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 21. Hoành là 20. Chiều cao là 75. Rồi, xe xây luôn. Này xuống xương ngang nha quý vị. Xương cành ngang. Để dưới đây bàn. Bàn xe đều ở trên này ha. Chỗ nào. Rồi, cây mã số 21 em giao lưu 300 luôn. 300. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 22. Hoành 20. Chiều cao là 39. Rồi. Rồi, để luôn. Cây mã số 22 giao lưu 330 ngàn luôn. Rồi, 330 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 23. Rồi, 23. Hoành 17. Rồi. Chiều cao 70. Cây xây luôn. Cây cành luôn. Cây cành gì cũng khá quá rồi không gì. Rồi, để luôn. Để bàn. Xe rồi, điện. Cây số 23 giao lưu 208. 8. Đó. Cái bàn xè đều tay cành khá ha. Giá vậy cũng vừa chơi. Rồi, xuống cây luôn. Tất cả các cây báo giá trên clip đã bao gồm cái phí vận chuyển cây tới nhà quý vị luôn rồi nha quý vị. Rồi, tiếp theo cây mã số 24, một cây dáng bài. Bài bài, tay cành đều rang luôn. Hoành 22. Chiều bài nó còn nhiêu đây? Chiều cao là 1m2. 1m2. Cây cành đều rang luôn ha. Yeah. Những cái cành nào dư gì quý vị cắt lọc bớt nha quý vị, này cũng dư tại cành cũng có ha. Đó. Lọc bớt là đẹp hơn. Rồi, để đây. Đó, này cũng cái cũ ha.
Rồi cây mã số 24 giao lưu 450 luôn. Rồi 450. Rồi xuống cây em nó luôn. Rồi xuống cây. Rồi lên cây mới luôn. Tiếp theo cây mã số 25. Rồi 25 đây rồi quý vị. Hoành 18. Rồi. Chiều cao là 67. Rồi xuống đế luôn. Rồi cây mã số 25 giao lưu 300 luôn. Rồi 300. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục luôn quý vị. Cây số 26. Hoành 18. Chiều cao là 70. Rồi. Đế luôn. Đế cũng kính lắm luôn quý vị. Xây ha. Kính đế nè ha. Thì luôn nhiêu em? Dạ cây 26 giao lưu 250. Rồi xuống cây luôn. 250.000. Rồi lên cây mới luôn à quý vị. Tiếp theo cây số 27. 7. Hoành 17. Rồi. Chiều cao là 75. Rồi cao 75. Tay cành đều. Để luôn, để bàn. Đó. Xè đều đây quý vị. Chỗ nào cũng có đây ha. Rồi, cây số 27 giao lưu 300 ngàn luôn. Rồi, 300. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo cây số 28. Rồi, số 28. Hoành 21. Chiều cao là 87. Rồi cao 87, xương cành ngang. Để đây quý vị. Rồi cây số 28 em giao lưu 350 luôn. Rồi 350.000. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo cây mã số 29. Rồi mã số 29 xương ngang ngang không rồi quý vị. Hoành 22. Rồi cao luôn. Cao 102. Xuyên ngang hả quý vị. Bung ra cái đẹp ha. Ngang ngang ngang. Phân bố cũng đều hết trơn. Đấy để bắp ha. Ở đây cũng có nè. Cái mặt tiền nằm bên đây. Đó. Rồi cây 29 giao lưu 400 ngàn luôn cả nhà. Rồi 400. Rồi xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi cây số 30. Rồi, số 30 đây quý vị. Hoành là 17. Chiều cao là 60. Đế thầy quý vị. Rồi, rồi cây mã số 30 em giao lưu 300 luôn cả nhà ơi. À, mã số cuối clip rồi quý vị ơi. Một em may tàn. Rồi, cuối clip đây. Cuối clip cây mã số 31. À. Rồi em cho cao ngang nó luôn đi. Rồi chiều cao là khoảng 1m7 tới ngang 1m6 nha cô chú ơi. Rồi. Em cái hoành ha. Đo hoành báo từ xa luôn đi ha. Rồi hoành là 26 cả nhà ơi. 26 hoành. Rồi quý vị ngắm nghía xương cạnh từ trên mình rà xuống nha. Đó, từ trên trên nè. Rồi này cũng xương ngang khích 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 đẹp quá quý vị nè. Áp máy vô diện không nghĩ kỹ ha. Đó. Đặt cái đống đều luôn ha. Cành đóng tứ diện rồi đặt kẹo ha. Tót thân thì em này cũng thấp nữa nè. Còn để đây. Nhìn không nghĩ kỹ nha. Đó. Tép luôn. Như chỗ nào cũng có đế mà cộng cũng bự bự không nha quý vị. Đó, cộng không có nhỏ ha. Đều tứ diện. Tay cành thì khỏi nói rồi quá đặc rồi. Giao lưu nhiêu em? Dạ rồi cây này em giao lưu 1.8 cô chú anh chị. 1.8 ship sao em? Dạ em bao ship toàn quốc luôn ha. Bao ship toàn quốc cái này luôn. Dạ. Rồi cuối clip thì già lời gì muốn nói quý vị không dạ, em? Dạ cuối clip thì em xin chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe ha, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống ha. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip tiếp theo.